Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Quê Hương Bus có những chuyến khởi hành mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật ở ba thành phố Houston, Arlington, Texas, New Orleans, Louisiana. Xin vào website homelandbus.com. Quê Hương Bus, sự lựa chọn tốt nhất. Để được tư vấn về bảo hiểm Medicare của United Healthcare, hãy gọi 1-866-868-9009, 1-866-868-9009. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Hiên Tế Vinashop. 1-855-855-5888. Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Thưa quý vị, đây là chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin chào tất cả quý khán giả thân thương của chương trình Cà Phê Sáng. Chào chú, chào anh. Dạ vâng, Phạm Cơ xin chào quý vị khách hàng Cà Phê Sáng. Chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương. Dạ vâng, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình khắp nơi. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh. Dạ vâng, hôm bữa rồi có một thính giả gọi vô nói chứ sao lâu rồi em không thấy anh Quang Trương. Đấy, anh Quang Trương đây. Mỗi tuần mà. À, dạ. Mà đến giờ lại lên. Nhưng mà tại vì chắc là coi nhầm những cái ngày khác rồi không có gặp anh Quang Trương nên gọi vô Cà Phê Sáng hỏi thăm anh Quang Trương là anh Trương ở đâu rồi, hình như là Thùy Vân phải không ạ? Mỗi lần mà quý vị gặp Quang Trương trong Cà Phê Sáng thì chuẩn bị vui vẻ đi. Đúng tại rồi. Tại vì sắp sửa cuối tuần. Một ngày nữa thôi. Trời ơi, sung sướng thiệt. Gặp anh Quang Trương buổi sáng thì sẽ gặp anh Quang Trương buổi trưa. Dạ, đúng rồi. Nhạc nói chọi và chương trình nhạc nói chọi cũng rất là đông lúc rồi, 1 giờ trưa. Tiếc là không có trên TV, chỉ có radio thôi. Chứ không thôi thì là quý vị sẽ gặp anh Trương nữa. Tung tăng nữa. Dạ, trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy là như những năm trước thì rất là trộn rộn, rất là vui vẻ, phải chuẩn bị rồi. Bởi vì tuần sau đã là Thanksgiving rồi. Ừ ha, Tường Minh nhắc mới nhớ có vẻ êm ắng quá. Quá là êm chứ không phải là có vẻ nữa. Đèn đuốc chưa lên, quà cáp chưa mua. Mỗi năm là giờ này đã bắt đầu rộn ràng. Mặc dù là chưa Thanksgiving nhưng mà Giáng sinh cũng đã bắt đầu. Bắt đầu rồi, Giáng sinh thì có. Con gái của Tường Minh hỏi chứ mẹ sao năm nay con không có thấy Thanksgiving gì hết. Thì cháu cũng biết nghe coi đài, coi TV, coi tin tức. Thì cháu nói chứ người ta nói là năm nay mình phải skip cái Thanksgiving, không có party gì hết phải không mẹ. Mà mình go to, straight to Christmas luôn. Đi ra ngoài tất cả những cái nơi hàng quán, những cái mall này kia cái nọ thì thấy là Christmas thôi. Thanksgiving thì hầu như không có turkey, không có sùm như những năm khác. Nhưng mà hỏi thì Tường Minh mỗi năm trước đó, nếu mà làm Thanksgiving thì có làm turkey không? Có. Vẫn làm có. Turkey hả? Dạ. Cái đó giống như là một cái truyền thống. Truyền thống là giống như là phải có trên cái bàn tiệc, mà không có con turkey thì nó không có phải Thanksgiving. Năm mình đã có lần thôi. Nó là như vậy nhưng mà đang con như thấy nhiều người bạn bè người Việt Nam mình nó lại không có chuộng cái flavor xin lỗi cái vị của turkey, thành ra họ tìm một cái con gì khác để họ thế. Nhưng mà như là có thể là gà hay là gì đó để thay cho turkey. Nhưng mà nó mất vui anh. Đúng. Nó mất vui. Thật ra đó là nếu mà mình có một cái đại gia đình, mình có anh chị em, mình có cô dì chú bác mà mình tập trung lại một gia đình á, thì một con turkey mình mua cái size vừa vừa thôi thì nó cũng không có quá nhiều, mỗi người ăn một slice cho nó có hương, có hoa, cho nó có vị của cái Thanksgiving thôi, thì nó cũng không có nhiều để mà mình ngán. Với hai nữa là ai cũng dành cái con turkey để chụp hình hết á. Tại vì chụp hình cái con turkey bỏ lên Facebook mới biết là Thanksgiving. Mấy đúng. Bà thì con nào cũng dành chụp. Nhưng mà cuối cùng rồi thì là cái gì đó, nếu mà con Thanksgiving mà còn lại đó thì chủ nhà, nhất là chồng của chủ nhà, là ngày hôm sau coi như là ăn sandwich với Thanksgiving suốt mùa luôn. Ông anh làm gì biết không? Làm ruốc. Làm ruốc. Xé nó ra, bắt đầu sấy cho nó khô, xào tới xào lui. Bỏ lá chanh vô chú. Nêm chút nước mắm, tỏi, hành này kia thành ra ruốc ngon lắm. Đúng rồi. Yeah. Khô gà lá chanh đó. Nhưng mà cái gì mà bắt buộc vẫn ngon. Thì giống như tụi mình nói đó, nếu mà gia đình mà nhỏ, ít quá, ít người quá thì đương nhiên nó sẽ dư nhiều. Nhưng mà nếu mà mình có một cái party đông đông một chút đó, thì con turkey nó cũng vừa phải thôi. Một người ăn một miếng thôi cũng đã hết rồi. Mua cái size vừa vừa thôi. Mà Việt Nam mình hay lắm nha. Việt Nam mình nó có
có chế biến đủ thứ kiểu để mà làm cái con turkey nó có cái vị rất là ngon, rất là thấm. Cũng theo tùy theo từng gia đình, nhưng mà đối với Thượng Minh thì ok, phải có, bắt buộc phải có. Nói về turkey để con chưa nhắc thêm một lần nữa, tại vì cái này cũng thấy khá thú vị, đó là cái tiệm Whole Food đó, nó bán turkey và nó bảo đảm là sẽ phải ăn được ngon. Nếu mà ai bị nấu mà bị khét, bị sống, bị dở, không có ngon đó, đem trả lại. Nó tặng cho mình một cái gift certificate 35 Mỹ Kim, hết hạn là ngày 22. Hết hạn hả? Whole Food hả? Họ dám mua insulin cho con turkey luôn. Họ ướp sẵn hết, mình chỉ về mình. Không. Mình mua con sống về đấy chứ. À. Mình nấu thì bởi vậy họ mới mua insulin. Tức là có thể là mình không biết nấu, mình nấu sao đó không biết, miễn sao mà con turkey nó bị sống, nó bị khét hay là nó bị gì đó mà nó coi như quý vị chụp. Yes. Có nhiều cái nó lạ lắm nhưng mà nó có. Yes. Tâm lý từng mình nghĩ đi, đâu có ai muốn cố tình làm cho nó hư để mà lấy tiền 35 đồng đâu. Tại vì cái ngày đêm Thanksgiving mà không có ăn, làm sao mà ăn. Thành ra vì bất cứ lý do gì mà con turkey nó không có ngon lành đó, đem chụp hình, receipt cầm trả lại, thì họ sẽ đưa cho quý vị đền lại một cái gift. Chứ không phải là phải bưng nguyên con lại mới được chứ. Không đâu, chắc cần hình được rồi. Chắc giờ em ăn hết rồi, sao em lại em nói nó không được ngon, em lấy 35 đồng thì được không? Còn hình đó, phải nhầm hình, phải chụp những cái chỗ nào mà nó bị sống hay bị khác này kia. Thì khi mà nó còn sống thì chụp đi, rồi xong rồi mình bỏ vào mình nấu tiếp. Ai làm thế? Lòng người ai làm thế, đúng không? Nói cho nó có không khí tăng nghi vinh một chút cho quý vị cũng đỡ buồn. Không biết là với gia đình của quý vị thì có làm cái thanh nghi phinh không? Thôi cái này cũng còn xa xa, mình để tuần sau đi. Bây giờ thì mới có thứ năm tuần sau thì mới thanh nghi phinh, thành thử ra còn một tuần nữa để dành đề tài thì cho quý vị gọi vào sau. Sát ngày nói nó hấp dẫn. Sát ngày mình nói cho nó có không khí ha. Ngày hôm nay thì để liên tục theo chương trình của những lần trước, quý vị có nói về cái vụ mà phone chồng phone vợ, thì tụi mình muốn hỏi quý vị một câu là giữa vợ với chồng có right khi mà mình coi cái phone của chồng, mình coi tin nhắn của chồng, hay chồng có cái quyền coi như là coi cái phone của người vợ hay không, coi như là cầm lên rồi coi, hay là khi mà anh Trương gọi điện thoại tới cho người chồng, người mà người vợ cầm phone lên trả lời, thì anh có một chút gì đó hụt hẫng không? Nếu mà hỏi của anh Trương thì anh Trương hoàn toàn không có đồng ý. Tức là không nên, trừ khi nào người ta nhờ. Ví dụ như là đang tắm gì đó, phone nó rang. Ồ anh ơi bắt dùng cái phone đó thì ok. Chứ còn Quang Trương cũng không bao giờ đụng tới. Không bao giờ. Không đụng tới phone của vợ. Dạ, không có nhìn luôn. Không nhưng biết. Mà mình cũng muốn như vậy. Tức là cũng đừng có bao giờ đụng tới cái phone của mình. Tại mình không muốn đụng cái phone của mình nên mình mới... không, thật ra nó có nhiều cái mà nó phiền phức lắm. Thành ra là nó có nhiều cái cần phải giải thích, nếu như mà cái người kia nhìn thấy cái gì đó mà cảm thấy không vui hay là nghi ngờ gì đó rồi lại phải giải thích, nó phiền lắm. Thôi tốt nhất là đừng có biết tới là tốt nhất. Có gì đâu mà phải nghi ngờ, minh bạch thôi. Chú Cơ thì như thế nào? Mình cũng đồng ý với anh Quang Trương là ai cũng có một cái khoảng đời riêng để mà sống hết. Dù rằng là mình sống chung với gia đình nhưng mà đôi lúc mình cũng có những cái lúc riêng tư của mình. Thành ra tôi không có đồng ý cái chuyện mà mọi người kiểm soát phone của nhau để làm chi. Tại vì mình tin nhau là mình tin nhau rồi. Còn cái chuyện kiểm soát như vậy là nó mình có một cái khung trời nhỏ hẹp nào đó để mình sống. Thành ra mình phải để cho người ta quên một lúc nào đó, quên cái gia đình đi và có một cái đời sống, có một cái suy nghĩ hay là có một cái chuyện gì đó. Nó miễn là không có phá hoại được hạnh phúc gia đình thì thôi. Chứ còn nếu như mà mình cố tình mình che giấu đó thì cái chuyện đó nó cũng được thôi, nhưng mà không ai làm mấy cái chuyện đó, bởi vì giống như là chế độ cộng sản mình nó có ưa đâu, vậy thì họ kiểm soát nơi sống mình ghê quá vậy thôi. Tự mình tin rằng trong cái vấn đề này nó sẽ có một cái khác biệt giữa giới tính đàn ông và đàn bà. Mình thấy có lẽ là đàn bà thì thấy chuyện mà coi phone của chồng hay là của mình một cách minh bạch, phone tôi để đó muốn coi thì coi, có vấn đề gì hết. Thì mình cũng đòi hỏi ngược lại ông chồng, anh đâu có gì đâu mà phải che giấu, phone anh đó, muốn coi thì coi, không có vấn đề gì hết. Thì thấy đa số phụ nữ có vẻ nghiêng về cái đó, hay không biết là nó đúng hay là sai. Tuy nhiên quý vị có thể gọi vào 7139311560. Tường Minh có một người bạn nói rằng trước giờ cái ông chồng của tôi lúc nào ông về cũng quăng cái phone đó
đâu có bao giờ mà ông để ý đâu, ông có cất giấu cái phone gì hết. Sau 2 tuần lễ gần đây thì ông sạc phone thì ông phải úp cái mặt phone xuống, ông có ngửa lên, hay là ông phải tìm cái gì ông che cái phone lại, ông không có cho mình coi. Thì cái thường thường cái cô này là cổ hay coi lắm, cổ hay vô cổ đọc hết tin nhắn rồi này kia của ông chồng lắm. Rồi xong rồi cái nào mà cổ question thì cổ để đó ghim trong bụng. Cái nào ông nói chứ em thấy chị nhắn tin thì nó nhiều khi nó cũng hơi giỡn hớt bậy bạ, nhưng mà mình đọc mình cảm thấy là nó train, nó không có không có ý đồ gì, nhưng mà có nhiều người họ nói thì mình cảm thấy cái cô này có ý đồ, thí dụ như vậy. Thì sau này cái anh đó ảnh nói tại sao mà cô đọc con của tôi không cho coi nữa, gấp luôn, bực mình quá, đúng không, coi rồi còn bệnh phẩm nữa. Thì ảnh không thấy khó chịu nên ảnh dẹp luôn, ảnh không có cho coi nữa. Chứ hồi trước đây thì lúc nào cũng thoải mái hết. Thì mình cũng mới suy nghĩ tới cái chuyện là vậy thì phone minh bạch, vợ chồng với nhau rồi có gì giấu. Nhưng mà mình cũng có cái cũng hơi bỡ ngỡ là thí dụ như mình gọi cho cô bạn của mình đi, mà anh chồng mắc phone khó chịu ha. Mình cảm thấy có một cái chút gì đó giống như là nó hơi hụt hẫng, nghĩa là mình expect là mình nghe cái giọng của cô bạn của mình. Mình gọi cho cái cô bạn của mình mà nghe cái anh chồng alo nhiều lần như vậy, cái mình thấy cũng ha, coi như là cái anh cầm phone của cổ. Hay là mình gọi cho cái người bạn của mình, người đàn ông, nhưng mà cái cô vợ cổ cầm phone lên cổ trả lời, mình cũng có một cái chút gì đó unexpect, hơi cái feeling cái feeling đó. Vậy thì trong cái vấn đề này quý vị cảm giác như thế nào? Mời quý vị có thể gọi vô 713-931-1560 và trên Facebook quý vị có thể comment ở phía bên dưới xem coi là quý vị có đồng ý hay không đồng ý cái chuyện cái người phối ngẫu của mình sử dụng cái phone của mình, hay là vô đọc tin nhắn, tìm tòi lục lọi trong cái phone của mình, thì quý vị cảm thấy cái điều đó bình thường hay không bình thường trong cái đời sống vợ chồng. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ. Hello. Dạ, dạ xin chào. Hi, chị Minh. Dạ, dữ bữa giờ, bữa nay em mới gặp anh Trương á. Chị Vân đó, chị Thì Vân đó, canh quá trời luôn. Xin chào chị. Thứ năm con Trương mới được cà phê sáng lần, thành ra mỗi tuần được xuất hiện lần thôi. Ok. Dạ. Con ơi, con chào chú cơ, em chào chị Minh với anh Trương. Chào, chào chị, tôi thì hầu như là một tuần tới 4-5 ngày lần chị ơi. Dạ. chú cơ là con thấy thường lắm, mà có anh Trương lâu lâu ảnh lặn đâu mất tiêu cái xong chứ. Bây giờ chị là phải viết thơ vô yêu cầu là đài cho anh Trương lên cà phê sáng thêm một vài ngày nữa. Gài đó, game gài. Tôi sẵn sàng nhường bớt mà anh Trương anh không chịu. Tại anh Trương anh bận rộn quá đó chị. Dạ. Em cũng muốn lắm mà anh không chịu. Em thấy ảnh đọc tin tức mỗi tối với chị Kiều Trâm mà. Vậy đó, anh bận rộn quá. Dạ. Nhưng mà chị đừng gọi vào cái số phone của anh này mà hỏi nha. Rồi, bây giờ trở lại chương trình. Cái chủ đề ấy, thì dạ, trở lại cái chủ đề ấy, thì em thấy ấy, cái giống như anh Trương với chú Cơ mới nói, cái đó đúng, cái đó là mỗi người có một cái khung trời nhỏ hẹp. Dạ. Dạ, một cái khung trời nhỏ hẹp của riêng mình. Không có cái lý do gì, giống như nhà ông xã con với lại con chú Cơ với anh Trương thì mình biết hả? Em đi làm về á, đó cái phone em để ngay bàn ăn á. Tại vì em đi làm về tới nhà là cái phone em để ngay bàn ăn á. Hoặc là cái phone ông xã em thì khi đi làm về á, cái phone cũng để cái phone ngay cái bàn bàn nước á. Mà nhiều khi cái phone ông reo. Cái em mới nói ổng, em mới chứ anh ơi, ai kiếm kìa. Mà nhiều khi em còn chọc ổng, em nói chứ anh ơi, đào nhí của anh kiếm anh kìa. Cái ông mới nói anh chứ thì em bắt phone đấy, bắt phone người ta nói gì. Em nói ok vậy em bắt phone ha. Cái nói bắt con đi. Thì ảnh kêu con, ảnh kêu em bắt thì em bắt đó. Hoặc là nhiều khi ảnh ra ngoài ảnh làm, cái phone em nghe cái tiếng mà người ta text message qua,
Và em nói tới hồi em ảnh vô em nói thì em nói cho anh ơi, chắc cái phone con hồi nãy như ai thích nó sự ra cho anh đó. Cái anh mới nói ờ vậy hả đó. Hoặc là đổ ngược lại cái phone em nhiều khi em để nó reo mà có gì reo cái phone cái ảnh nói chứ phone em ai chưa kìa. Em nói chứ à, chắc nghĩ em gọi em á anh bắt đi anh. Ừ, nghĩa là đối với gia đình chị đó. Thì là cứ bắt phone minh bạch phone không nhau có hết. Không có vấn đề gì hết, không có cái gì mà phải giấu giếm hay là khung trời riêng hay là khung trời nhỏ gì hết á. Dạ, có khung trời nhỏ là sẽ có bà nhỏ đó. Tự mình đặt các cái câu mà khung không trời phải, nhỏ mình cứ... Nhưng mà tại tại vì á, chị Minh Anh nhớ rằng là đó, cái đó đó mà mình check cái phone của chồng mình, mà mình check cái số phone rồi mình check từ cái message, cái đó giống như là mình đã xâm coi như là mình không còn tin tưởng cái người chồng mình nữa. Mình mới đi làm những cái chuyện đó hoặc đủ. Ông giấu chứ mà ông minh bạch nha chị thì có gì đâu phải lo đó. Minh bạch này trên Facebook cũng có người nói nè, gia đình hay xã hội gì cũng cần sự minh bạch. Đó là an ninh quốc gia, đương võ comment như vậy. Thì ông đã minh bạch rồi chị có gì đâu nghi ngờ phải check. Còn mấy cái ông mà giấu giấu giếm giếm thì mới cần phải... Đi ra ngoài vườn gọi điện thoại. Tại vì chị đã check phone, chị đã xâm phạm vô cái quyền riêng tư của người ta quá nhiều lần rồi. Đâm ra người ta phải như vậy với chị. Bớt gai gắt đi. Làm gì mà chị mà nghiến vậy đây đó. Ổng thì ổng cứ dùng cái phone trước mặt thì chị cần gì chị phải check nữa, đúng không? Thì đó. Ừ. Thì còn đó, mấy cái ông mà giấu giếm giếm á chị phải coi chứ. Tại sao mà nước Mỹ mình có FBI, có điều tra, có mật vụ, phải có chứ. Ông thôi là loạn hết cả lên. Tại vì em nói rồi, một trong hai người đã xâm phạm, đã xâm chiếm vô cái quyền riêng tư của người khác thì phải thấy người kia họ gian thành ra lên. Phải như vậy. Rồi được rồi. Dạ. Nghĩa là chị á thì muốn là có cái khung trời nhỏ, nhưng mà chị muốn á là bắt phone của người ta. À. Cũng hơi mâu thuẫn đó. Em không đụng phone ai. Em không, thậm chí tới phone con em cũng không đụng, phone chồng em để đó em cũng không đụng, phone reo em cũng không đụng. Đó. Tại vì sao? Chồng mình tin tin mình, không bao giờ em đụng tới. Em check những cái số phone là ai thấy message cho không? Em không đụng tới. Thì đó, chị không cần đụng tới mà đó. Chỉ cần nói anh ơi con quỷ nào nó tắt cho anh kìa. Mình đâu có cần dùng những cái tiếng nói nhạc kia này vậy đâu. Cho chị cười đó. Dạ, chị nói cô nào bồ nhí gì cũng vậy thôi, cũng là cũng có cũng có xéo một tiếng nó, rồi. Nó éo vô thì mình đỡ mệt thôi, có gì đâu. Cảm ơn chị Vân nha. Nhường lời lại cho anh Trương tiếp chị với chị Vân nè. Để cho chị kiếm anh Trương quá trời, anh Trương mắc cỡ rồi im à. Không, để vì nãy giờ chị nói thì con Trương rất là đồng ý. Thành ra là anh ngồi sợ là không phải cell phone nhưng mà có người ở nhà nhìn thấy. Nhưng mà chị dặn chị một điều thôi, đừng có giỡn như nói người kép nhí của anh Kiếm kìa. Bữa nào có thiệt là đừng có dễ dựng đó, nha. Đó. Vợ chồng thì chúng ta có minh bạch cái phone, có thể coi phone của nhau một cách bình thường, nhận cuộc gọi vô, mặc dù cái đó không phải là phone của mình mà phone của chồng của vợ mình, thì có là bình thường hay không, hay là chúng ta không có nên chạm vô cái phone của người phối ngẫu, bởi vì đó là một cái sự riêng tư và chúng ta không có nên vi phạm cái quyền riêng tư của vợ chồng của mình. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Hello, quý vị. Dạ, chào ạ. À, xin chào, chào quý sáng. Tôi chọn ở San Diego. Dạ. Thì cái quyền tự do giống như quyền ở Mỹ là tự do ngôn luận, rồi tự do riêng tư, tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng mà đối với vợ chồng á, thì không có gì phải giấu giếm, là một điều chắc chắn rồi. Nhưng mà mình tôn trọng, thực sự tôn trọng cái quyền tự do riêng tư. Chẳng hạn như đối với vợ chồng tôi á, thì cái phone á là vấn đề chung. Chẳng hạn như bây giờ mình đi làm rồi mình dựng ở bàn á, ví dụ mà có ai gọi á thì mà ví dụ mà nó đổ chuông lâu quá, một trong hai người chẳng hạn nhìn thấy cái phone mà tên á là tên người đó mà là bạn chung của hai vợ chồng, thì nếu chồng bạn thì vợ nhấc phone, và vợ bạn thì chồng nhấc phone, ok, đó là với điều kiện là bạn chung của hai người để biết. À, còn những một bạn riêng của mỗi người, bạn học hay là những cá nhân gì làm ăn thì không nên đụng vô. À, theo tôi là như vậy. Chứ nếu mà không, mình không biết người đó gọi đến thì mình không nên cầm phone. Thì để khi nào mix phone thì vợ hoặc chồng ra mà nhìn thấy thì có thể liên lạc trở lại.
đó là theo vợ chồng tôi, ý kiến của tôi là như vậy. Còn đối với tôi và hai vợ chồng ngầm hiểu nhau là cái chuyện mà tôi không bao giờ chết mail hay là chết phone của vợ, vợ cũng không bao giờ chết phone của tôi. Đó là điều mà giống như mình ngầm hiểu với nhau là cái chuyện riêng tư thì của mỗi người, mặc dù chẳng có gì nhưng mà đó là phải có một tôn trọng nhau thôi. Đó là ý kiến của tôi. Đồng ý với anh. Tự nó là phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải coi để biết chứ. No, nếu mình sao no, mình có cái gì mình đâu có sợ à, mình nếu mà mình có cái gì á thì mình không ngu gì mình để cho vợ biết đó. Có nhiều người họ cũng ngu sao để trong phone nữa. Không phải không, họ không có ngu nhưng mà nhiều khi quên. Cứ vậy luôn là quên gì đâu, quên. Nếu mình có tật thì không bao giờ mình để cho vợ biết phát hiện hết. Trong năm bữa, trong rồi năm dài tháng rộng cũng phải có ngày quên chứ. Tôi nói cho cô Tường Minh nghe nè, tôi nói cho cô Tường Minh nghe, nếu như mà cái người chồng mà có vấn đề là người ta tìm mọi cách để về nhà, hoặc là ta dặn là anh đi làm về nhà đừng có gọi điện cho hay nhắn tin gì cho anh, hay là khi nào anh gọi hay nhiều khi nhớ quá cũng phát nào vậy. Ví dụ người ta có vấn đề là không bao giờ là người ta kinh nghiệm quá ha. Nói ra mới biết ha. Còn không là đi về nhà nó chặt mẹ ruột gọi luôn rồi, bây giờ nhắn được bây giờ gọi được cái xong rồi đi ra đường ta lại mở ra. Mà điện thoại đó bây giờ như vậy anh vẫn chưa cao tay ấn đâu. Đúng mà cao tay ấn là xong cười dữ vậy biết nữa. Đắc ý, đắc ý, đắc ý. Yeah. Tức là không cần dặn luôn, đối phương cũng sẽ biết rồi, không ai gọi giờ đó chứ. Tự hiểu. Nó không cần dặn. Đúng rồi, tự hiểu. Biết giờ nào nên được, gọi, giờ nào nên không. Thành ra là check cũng bằng thừa. Yeah. Em nói rồi, nói chứ là năm dài ngày rộng, thế nào cũng có một ngày quên. Sót. Mời một khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello, hello. Dạ, 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 chào. How are you? Good, yeah, chị. Good. How are you? Good. Ok. Hôm nay nói chuyện về phone của hai người tối ngẫu, ok? Dạ. Yeah. Yeah. Chương trình đưa lên rất là vui, nhưng mình nghĩ là chương trình đưa vậy thôi. Chứ còn nước Mỹ ở đâu cũng vậy, vợ chồng vậy, ai cũng tôn trọng người khác. Dù là người phố ngẫu hay người được. Mà cái phone của nhau đừng nên kiểm tra làm gì. Nếu trường hợp ông xã bằng sao nấu ăn được gì nhờ mình nghe giùm á, mình mới nghe thấy thôi. Ừ. Đừng rời cho cô ổng, tâm rời cô vô không rời vô phone đâu, ok? Sao chị xui đừng rời cho cô ổng? Làm gì? Cô vô là vô cứ nghe đi, gần sao kia mà nhờ tôi làm vợ chồng làm gì? Không, vợ chồng là một việc. Chứ bây vợ chồng chứ đâu phải là vô kia, vô làm mà trong là gián điệp đâu mà vô theo dõi tôi. Tự nhiên làm vợ chồng mà không cho rời vô cô ổng. Không bận à, phone ok. Đây ẩm thì chi thì cũng được, nhưng mà phone được cả đường nó. Ok. Ok, cái điện thoại nó cũng bị giật. Theo chị thì cũng là coi như là riêng tư hoàn toàn, khung trời nhỏ. Dạ, chúng ta có những khung trời nhỏ. Mời một thính giả. Khoái khung trời nhỏ của anh Cơ đó. Mời một thính giả kế ạ. Mơ ước. Hello, hello. Khung trời đó nó đẹp lắm. Như là thiên đàng vậy đó. Còn cái đó là trong cái nhan đề của một cuốn truyện mà Bùi Giảng rồi dịch ra đó. Cuốn truyện là tiếng Anh kêu là Narrow Corner, mà Bùi Giảng dịch là khung trời nhỏ hẹp. Ông bỏ vào một câu thơ, ông kêu là phù du kiếp sống con người, nương thân nhỏ hẹp, khung trời nhân gian. Dạ, coi như là cuộc sống mình nó được ba lăng là nhờ cái khung trời đó. Dạ, còn một khung trời nhân gian. Đời sống riêng của mình bao nhiêu mà stress gì á, là khi mà mình bước vô cái khung trời nhỏ của mình là nó release hết. Đúng rồi. Chiều nay về rồi biết cái khung trời nhỏ của ông đâu. Đây tôi coi thử coi. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Mời quý vị lên tiếng 1609. Hello. Thôi đành. Hello. Phải. Dạ rồi rồi, dạ, nghe rồi. Dạ rồi. Hi. Mình chào tất cả các anh chị trên đài. Mình cũng đồng ý, lúc trước thì mình rất là đồng ý cái vấn đề tôn trọng riêng tư của nhau đó. Nhưng mà cái này mình chia sẻ cái kinh nghiệm của chính bản thân mình thôi. Là lúc trước á, là bao giờ cũng vậy hết á, không bao giờ mình đụng chạm gì những cái riêng tư của cái người phối ngẫu của mình hết. Cho đến
even khi mà chẳng hạn như là buổi chiều hay tối, he would be taking, có thể là lấy như là nói chuyện điện thoại ở ngoài sân hay ngoài vườn. Mình không bao giờ mình hỏi hết á, là ồ anh nói chuyện với ai hay là anh sao sao hết á. Nhưng mà cho đến một ngày đó thì mình đi làm về thì cái laptop của mình á, nó không có work. Xong rồi mình phải check email ở trong sở thì mới vào cái laptop của him để mà mình check email của mình thôi. Lúc đó he không có nhà. So thì mới thấy là ồ, xong email của him nó cái chuyện lạ là tại vì email của tất cả những email của cái mail box của him nó up chứ nó không phải là thường thường nếu mà mình không có dùng email á thì các anh chị biết là một thời gian là nó shut, nó close down. Nhưng mà for some reason nó cái này cái email của him nó vẫn up thì mình tính là close it down so mình có thể mở cái email của mình thì ngay lúc đó đó mình thấy oh my goodness rất là nhiều email ở đâu đó đến mà unopen email nhưng mà nó có nhiều trái tim thì of course là mình đồng ý là mình tôn trọng riêng tư của người khác nhưng mà đến khi mình thấy cái nhiều cái trái tim mà không phải của mình gửi thì mình mới tò mò of course là mình mở ra một cái email thì oh my goodness là nó shocking cho mình là tại vì he đã có he has an affair là for a long time mà mình không biết. Thấy không? Thì có nghĩa là sao là mình tôn trọng người ta nhưng mà mình tôn trọng cái riêng tư của người khác. Nhưng mà cái đó nó có thể nó backfire on me. Là bởi vì nếu mà mình không giống như là kiểu như là ồ mình không hỏi gì hết hoặc là mình thì có nghĩa là maybe I don't care. Cho nên là cái chuyện là nó xảy ra như vậy cho nên, nhưng mà mình thì mình vẫn nghĩ cá nhân mình rất là tôn trọng người khác và tôn trọng không phải là người phối ngẫu nữa nhưng mà tất cả những người xung quanh là mình luôn luôn tôn trọng nhưng nó có thể là mình chỉ muốn chia sẻ là có thể backfire là như vậy. Còn đôi khi có những người mà thí dụ như người vợ hay người chồng lúc nào họ cũng hỏi ai gọi đó ai thế này cái kia đó thì có thể người ta even though người ta attempt để mà cheat on mình nhưng mà at least là họ cũng còn hơi ngại ngại nên là be more careful. Còn đằng này nếu mà mình không hỏi, không check, không gì hết đấy, thì cái đó là mình mở một con đường rất là thanh thang, vâng. Cho nên là chỉ muốn chia sẻ với anh chị trên đài là như vậy thôi. Bởi vì cái đó là cái chuyện mà nó xảy ra cho mình. Thì lúc mà Hy về đó thì mình cũng về thì mình cũng dọn cơm cho em ăn xong xuôi hết xong. Mà mình không ăn cơm được đợi, không ăn cơm gì được hết thì mới đi ra ngoài hồ đó suy nghĩ để xem là mình có nên confront him không thì mình có confront thì he admitted là cái chuyện đó nó có ok rồi fast forward we no longer with each other so Đó, chị muốn chia sẻ với anh chị như vậy thôi. Dạ, cái câu chuyện của chị cũng làm cho từng mình nhớ cái câu bạn thì mình nói chứ thôi rồi coi phone của người ta làm gì, coi phone của anh làm gì thì cổ cũng chia sẻ cái câu chuyện tương tự như vậy là cái đối với cái người chồng trước thì cổ rất là tôn trọng không bao giờ đụng tới hết. Rồi khi mà cổ thấy là có những cái tin nhắn dẫn qua dẫn lại thì cổ cũng thấy kệ. Nhưng rồi cuối cùng thì cái chuyện nó đi quá xa rồi không có ngăn chặn được nữa thì cổ cảm thấy là hối hận bởi vì cũng sống quá lịch sự với nhau không có đụng chạm gì với nhau hết rồi không có đụng tới phone này cái nọ rồi tới cái chuyện nó đi sâu quá rồi không có ngăn được thì cổ mới nói là nếu vậy thì hồi trước em phải như là kỹ lưỡng hơn phải theo coi trước rồi ngăn chặn trước thì nó không xảy ra chuyện đó. Không biết là quý vị sẽ nghĩ như thế nào về cái khía cạnh như vậy. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. Hello. Hello. Dạ. Yeah. Phải em không chị? Dạ đúng rồi, mời anh Kevin. Dạ, yeah, em không có quan em không có đồng ý cái chị mới vừa nói tức thì. Chị nói cái chuyện đó là chuyện tào lao. Ừ. Em có đồng ý hoàn toàn một cách. Sao nói người ta tào lao? Cái chương trình của mình tào lao hoàn toàn tào lao. Em nói thiệt tự nhiên. Không nên nói như vậy anh, nếu mà người ta nói ngược lại anh tào lao thì anh cảm thấy như thế nào? Chị em nói cái đã. Chị cho nhưng mà em không có đồng ý anh nói file với là những thính giả khác
mỗi người có một cái ý kiến khác nhau, nên tụi mình cũng không muốn những thính giả của chương trình Cà Phê Sáng choảng với nhau như vậy rồi mất tình cảm. Người ta không có ngại, người ta không có gọi vô, người ta gọi vô, người ta đưa ý kiến, rồi thính giả sau gọi cái người trước là tào lao thì không nên nhé. Cái đó là lời góp ý chân thành cho anh. Nếu anh không đồng ý thì anh nói anh không đồng ý với ý kiến đó, chứ đừng nên nói là nặng lời như vậy đối với những thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Nếu mà anh đồng ý thì mời anh tiếp tục. Dạ, yeah, em đồng ý chị, cái đó lỗi của em, đúng rồi. Chị nói về Vân Khê Bình thì em rất là đồng ý. Chị nói em phủ nhận là em sai. Cái nào em sai, em nói em sai, mà em nói em không đồng rồi, ý. Rồi, bây giờ anh cho ý kiến coi tại sao anh không đồng ý. Cái đó chuyện đời này rõ ràng. Tự vì một khi một người đàn ông hay một người đàn bà họ đã ly dị rồi, họ bước thêm một bước nữa thì hai bên đều biết hết. Lúc mà tới thăm nhau á là chỉ vì, thí dụ nếu mà có con thôi, nếu mà có con thì cùng lắm là tới rước con đi. Không có việc gì mà phải gọi phone nói chuyện với cái người phối ngẫu á, trừ khi à con mình nó có, đứa con đó nó bị hư, mình mới có chung sức nhau để cử con chung mà. Đồng ý là mình có quyền là mình chỉ có nói qua phone thôi. Mà nói trong lúc một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không phải là lúc nào cũng ôm phone mình nói chuyện với người mà ly dị á, cái người mà vợ hay chồng cũ của mình được. Chỉ có nói tới lúc mà con mình nó hư thôi. Nếu mình con nữa ngoan không có gì mà để mà nói hết. Coi như là ly dị xong là cắt đứt mọi liên lạc luôn đúng không? Không còn sao, không có là bạn bè, không có là gì hết, dù là có con chung thì cũng đâu, mình cứ gọi phone mình hỏi thăm một lần. Chứ còn mà nãy chị kia nói là cái gì, là nói chuyện gọi phone nói hoài cũng để nói, cái đó là không đúng. Là họ có cái vấn đề gì đó họ mới nói chuyện hoài, chứ không có thể về vấn đề con cái ở đây nó nhỏ đâu có gì để nói. Thôi mà bây giờ trở lại vấn đề nè. Trở lại vấn đề là anh thấy cái chuyện mà coi phone của nhau trong cái đời sống vợ chồng đó nên hay là không nên? Anh đồng ý hay là không đồng ý? Đó là 100% là không nên. Em hoàn toàn không đồng ý điều đó. Muốn là cung trời riêng phải không? Một khi nó đã muốn có người khác là bây giờ có cản cỡ nào nó cũng có. Không cần cái coi phone cho nó mặc ốc. Không cần coi ha. Làm những chuyện khác. Rồi. Yeah, nó muốn đi cho nó đi. Mỗi người là có khung trời nhỏ, không được xâm phạm vào nhau. Và chừa một khoảng riêng tư cho nhau. Cảm ơn anh Kevin. Chúng tôi mời một khán giả tiếp theo. Hello. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào. Chào anh Cơ, chào anh Quang Trương đẹp trai. Chào anh. Tôi tên là Hải ở Minnesota. Ồ, chú Hải. Chú Hải khỏe không? Khỏe không? Cảm ơn và chào chị Tường Minh, cho tôi nói hai câu thơ nha. Dạ. Mà không biết phải. Của Xuân Diệu hay là TTKH, anh Cơ biết. Áo nàng vàng em về, anh về yêu thu cúc. Áo quá nàng cúc. Xanh, yeah. Anh nhớ mái sân trường. Hôm nay chị Tường Minh mặc cái áo vàng đó. Mùa thu anh về yêu hoa cúc nhé. Dạ, có anh chưa mặc áo xanh kìa. Sẽ mến nắng thân sân trường luôn. Dạ. Nhớ mái sân trường. Cái câu chuyện mà tôi giờ vô đề nha, cái câu chuyện mà phone á, thì trên đất Mỹ này hay là người Việt Nam mình á, hay có cái tánh là, nhất là người vợ á, hay check up phone của chồng xem chồng có bồ nhí hay không. Còn người chồng á, mà đi check up người vợ thì có boyfriend hay có bồ thì không, đó là một cái điều không thể được. Cho nên thành thử ra vợ chồng tôi cũng không bao giờ check nhau, check cái gì cả. Có một lần đó, cách đây khoảng 5 năm thì tôi test cho một cô ở Việt Nam, mà tôi lại không thích người Bắc mà lại phải gặp người Bắc, thì cô ấy test cho tôi. Cô ấy nói là, thì tôi cũng mở cái speaker lên cho bà xã tôi nghe, thì cô ấy nói là thôi giờ anh cho em số phone đi. Cái tôi hỏi bà xã tôi có cho không. Bà xã nói, không có cho đâu, cho thì phiền toái lắm, đừng có cho. Làm tôi cũng bất hứng luôn. đó là mình bày tỏ sự thật với nhau. Nghĩa là mình đưa phone, nghĩa là mình test phone, mình cho người vợ mình biết rằng là tôi có đang là test với một cô ở Hà Nội. Và sau đó thì cái câu chuyện đó là chấm dứt luôn. Và tôi tiếc quá trời, mỗi lần nhìn hình cô ta, trời ơi sao đẹp thế không biết. Đó, nhờ bà vợ bà biết, bà cản trước đó, chứ không thôi lậm vô rồi khó nảy ra.
Lạm vô là coi như là ly dị, mang tài đúng sản rồi, về. Lạm vô là mệt lắm, nhờ là ngăn cản ngay từ đầu mà bây giờ chú mới được như vậy đó. Dạ. Thắng lại đúng, đúng lúc. Rồi. Xe phải có thắng. Đúng. Mình thấy là giống như là tụi mình thấy là ở Mỹ đó, nhiều người tôn trọng cái quyền tự do của riêng nhau quá, nhất là trong cái vợ chồng nữa. Thành ra coi như cái khung trời nhỏ từ từ nó to ra hồi nào không hay. Rồi nhiều khi nó thênh thang quá, giống như là một cái người thính giả hồi nãy nói, cho nên đó là nó quá dễ dàng đi, rồi cứ đùa chơi một chút, rồi giỡn hớt một chút, rồi lúc nào mà nó trở thành thênh thang thì mình không có hay nữa, cũng gọi là tự do quá cũng không tốt đó. Dạ, mình có chồng có vợ rồi thì đừng có nên tự do quá giống như vậy. Cái là ở chơi một chút mai về sớm. Đó. Rồi nó không còn nhỏ nữa mà nó trở nên, nó lấn áp hết tất cả mọi thứ, nó trở nên thênh thang, lúc nào cũng muốn chui vô cái khung trời đó hết thì cũng mệt lắm ạ. Xin chào một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Alo. Dạ, xin chào. Alo, chú. Dạ, xin phải tôi không? Dạ, thưa đúng rồi, thưa dạ, chú. Chào chú ạ. Tôi là Duyên ở Seattle. Thì hôm nay các đề tài rất là thú và có liên quan đến một chuyện của tôi. Yeah. Yeah. Đối với tôi, chúng có khi mà chúng tôi đã bước lên trên bàn thờ và nói là tất cả của nhau thì chúng tôi không có gì riêng tư hết. Ngay cả nhà tôi, các con tôi về lớp trưởng thành hết rồi. Tất cả những cái password của tôi hết, tất cả tôi đều cho biết hết. Điện thoại hay là account vân vân. Nhưng mà có một trường hợp này. Hồi cách đây hai mấy năm tôi mới qua đây đó. Thì tôi làm được social worker cho cái IRC. Thì vì tôi giúp đồng bào đó, cho nên tôi cứ cho số điện thoại của tôi ở nước ngoài, cái giờ làm việc có gì cần nữa thì vẫn cứ liên lạc với tôi. Thì có một hôm đó, thì buổi tối đó, thì có một cô mới qua gọi điện thoại nói: thưa anh ơi, em sắp sửa đi làm ngày mai rồi, em không biết chỗ đi. Tôi giải thích tôi cái này nọ xong, thì lúc sau tôi thấy vợ tôi và nhà bà nhà tôi và có vẻ khó chịu lắm, cái mặt bà với tay vợ chồng ở nhau mấy chục năm mới biết rồi. Tôi bảo sao vậy? Cái bà nói tôi cái chuyện anh làm việc là ban ngày giờ giấc, bây giờ vẫn đêm tối mà còn gọi các cô nữa thì em không bằng lòng. Vì chính cái việc đó tôi suy nghĩ và tôi không có làm cái nghề đó nữa. Hồi đó tôi mới đầu tôi làm part time và được sếp cho lên làm full time case manager, nhưng mà rồi tôi cũng từ chối. Thì tôi mới nói là thế này, đồng ý là chúng ta tôn trọng riêng tư của nhau tất cả, và chúng ta đồng thời ngược lại, chúng ta tất cả là của nhau hết. Nhưng mà đôi khi đó, cái cám dỗ ngoài đời nó cũng nhiều lắm. Thật sự là cái cô gái đẹp mà cô mới qua gọi này nói thì lòng yêu mình cũng sao xuyến chứ. Thành ra đôi khi đó, cái may mắn của mặt trời, nhưng mà chuyện mình cũng tế nhị, mình phải khi nào tôn trọng hay không, mình phải hai người mình phải tôn trọng lẫn nhau thôi. Chứ không phải là vì cái bà vợ đó bà muốn riêng tư gì mình đâu. Bà không bao giờ bà muốn coi cho tôi cứ bảo bà vào đâu, tôi bực mình bà, tôi bảo tại sao em không cứ em phải coi vô cái ức cao để coi tất cả mọi cái của chúng, em cứ gọi ai rồi ấy chứ đó tôi đã đùa rồi. Nhưng mà chết cái sau này em có những cái chuyện em không biết được. Rồi không, cái chú lò này nữa lò. Thôi thì xin cảm ơn. Dạ. Người mời coi không coi. Dạ. Người thì như là được mời coi mà không thèm coi ha. Yeah. Nhưng mà tự mình có thấy là cái chuyện của chú vừa mới kể đó, cả đời họ rất là minh bạch, công khai hết. Nhưng mà chỉ có đùng một cái chuyện mà cô nào đó có nhờ chỉ đường đó, thì cái người vợ thấy và đặt vấn đề ngay. Nhưng mà chú cũng công nhận là chú thấy cái đẹp. Cái chuyện cũng này là chưa có nói vấn đề, tại vì có thể là cái cô đó cũng cần thật. Tức là cô Việt Nam mới qua không biết đường đi. Bây giờ với công việc làm social worker của chú đó là công việc giúp người Việt Nam mới qua. Thành ra nếu có thể được thì giúp cho cổ cũng đâu phải là chuyện xấu. Thành ra chú bỏ nghề luôn đó. That's why, tức là vì ảnh hưởng của người vợ phát giác được cái email và người vợ đùng một cái không bằng lòng, thì bao nhiêu cái chuyện phiền toái nó xảy ra. Nếu mà người vợ cũng không có thấy cái đó thì chú này có thể giúp được những người đang gặp. Nhưng mà lật ngược lại vấn đề á, lật ngược lại vấn đề trong cái vấn đề này á, nếu như mà người vợ không có nhảy vô đúng lúc, không có quan tâm đúng lúc, rồi cứ để cho chú muốn đi đêm về hôm, muốn làm gì thì làm, giúp cô này giúp cô kia, riết rồi á, biết đâu được là giúp ngoài đường xong em mốt về giúp trong nhà luôn, rồi còn giúp nhiều thứ khác nữa. Không, chuyện đó tùy theo cái người đàn ông, tùy theo cái người đối diện đó, tức là người ta có đủ cái bản lĩnh để control nó, hay không. Nó có hai mặt, bởi vậy nếu mà... Thành ra bây giờ đó, cái chuyện này,
đùng một cái người vợ cấm cản, người vợ khó chịu, thay là người chồng. Nhờ vậy thì chú với cô mới ở lại với nhau suốt đời đó. Nhưng mà không nghĩ rằng là đã vô tình khiến cho chồng mình không có giúp được cho một cái hoàn cảnh đang rất là khó khăn thật. Nhưng mà sẽ giúp cho mình, nghĩa là ngăn cản được đúng lúc. Thí dụ như là chú là cái người có thể control được. Chưa biết ai cũng giống như chú cũng có những cái sao xuyến, nhưng mà cô nhảy vô đúng lúc còn hơn là thả rồi. Chú muốn đi đâu thì đi, muốn trả lời điện thoại ai thì trả lời. Đối với lời Quang Trương thì nếu mà thật sự mà đã thay đổi lòng trời mà cản. Đây đó. Serious, yes. Dạ, nhưng mà không phải là thay đổi lòng, nhưng mà chú nói cái câu mà tụi mình thấy hay, ai cũng có những cái cám dỗ bên ngoài, nhưng mà cái cám dỗ đó người vợ cũng phụ cho người chồng, ngăn cản được những cái cám dỗ đó nên mới giữ được cái hạnh phúc. Thì cái đó là ý kiến của chúng tôi, mạng đàm mời một khán giả kế trên đường dây. Hello. Dạ xin chào. Phải chị hả? Em đúng chị rồi. Dạ đúng. Chào các anh chị em trình bày. Chị thì chị không có đồng ý cái vụ mà coi qua coi lại điện thoại của nhau. Tại vì cái đó là quyền riêng tư. Mẹ hả, ông chồng chị kỳ lắm. Nghĩa là ổng len lén coi hoài. Chị hả, đâu sợ đâu, muốn coi coi. Chị đâu có sợ, rồi nhiều cái chị cài bắt buộc ổng đâu có vô coi được. Mà chị thấy sao ngộ quá à. Chị không sợ, tại vì mình không có gì mình phải sợ hết trơn á. Mình đâu có lén lút gì đâu mà sợ. Mà chị thấy có nhiều chồng ngộ lắm. Chẳng hạn như thứ hai rồi chị nghĩ nè, chị đi đổi bánh xe. Chẳng hạn như bánh xe mình mới thay được cái 5.000 mai mình phải đổi bánh trước rồi bánh sau á. Cái chiều về cái nói bà, hôm nay bà đi đâu bánh xe bà dơ hầy vậy? Ổng để ý từng cái nghĩ luôn á. Thành ra hả, chị thấy á, những cái chuyện riêng tư là đừng có nên. Chị không bao giờ chị xem vô những cái điện thoại hoặc là coi những cái gì của ổng hết trơn á. Tự nhiên đó riêng tư. Còn cũng giống như mấy người kia nói là chị công nhận cái là lúc mà người ta đã muốn có người khác rồi thì hiện giờ dù có nhíu kéo hay là có lục tung hay ra thì cũng không có thay đổi được. Cũng có thể là có nhiều người cũng thay đổi được, nhưng mà chị nghĩ cái đó là quyền riêng tư thì mình nên coi. Nhưng mà nhiều lúc cái quyền riêng tư của chị bị xâm phạm chứ bực mình lắm. Nhưng mà nói ra rồi, có cháu rồi, có cháu nội rồi, giờ gây lộn thì nó kỳ phải không? Với lại chị cũng xin góp ý như là nãy có cái anh nào vô ảnh gây gắt, ảnh nói chị kia gì tào lao á. Cái đó là chị không biết là ảnh còn nghe không, nhưng mà chị nói là cái này là không nên. Tại vì trên cái đường dây mà công cộng radio vậy thì có gì thì mình góp ý nhẹ nhàng thôi. Chứ mà nói như anh đó nãy nói gây gắt quá, chị thấy dạ, không có đúng. Chị, dạ, anh, đúng anh, cũng, anh cũng anh cũng nhận lỗi rồi. Dạ, rồi. Thành ra dạ. Hy vọng là anh Kevin cũng sẽ có rồi. Những cái lời nói nhẹ nhàng hơn dạ. Trong lần tới khi mình tranh luận với nhau. Mắc công là quánh lộn với nhau, trong khách hàng quánh lộn với nhau trong cà phê sáng nữa. Thì... Đúng rồi. Không có vui, thành ra cái giống vui. Cuộc buổi sáng này, cà phê buổi sáng này không cho có vui nha mọi người. Một góp một tiếng nói là một phần nữa là cái ý kiến của không ai có thể cho mình là hoàn hảo hết. Mình nghĩ đừng này những người khác nghĩ khác, thành ra mình phải tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Yeah. Cảm ơn chị nha. Dạ em tưởng thôi là chị phụ nữ tụi em mới thích kiểm tra rình rập phone của chồng, ai ngờ đâu là mấy ông cũng vậy ta ơi. Trời ơi mà lén lút nữa chứ bởi gì. Lén lút nữa. Cười lắm. Nhưng mà buồn cười, vừa bực mình mà vừa buồn cười đúng không? Tại ảnh thương chị quá thôi. Đúng. Vừa bực mình mà vừa buồn cười. Đúng rồi, mà mình ngay thẳng nữa sợ gì đâu. Sợ gì đâu đó, mấy ông ngay thẳng mấy ông sợ gì. Chào chị. Chào chị. Mời một thính giả kế. Xin chào ạ. Hello. 3709. Dạ tôi ạ. Dạ, chào cô. Có tôi nói chuyện trong cái cà phê sáng đó. Dạ đúng rồi, đây, cà phê sáng đây. Tôi năm nay tôi 80 tuổi à. Dạ. Mà tôi mới bệnh, tôi đi khám cái ruột già đó. Dạ. Nó về 5 ngày nó ra máu nhiều quá. Rồi tôi đi cấp cứu vô nhà thương 911, nó lại nó chở tôi đi vô nhà thương. Tôi nằm trong cái phòng cấp cứu 3-4 ngày 3 đêm. Mà rồi đó không có cho tôi ăn uống một chút gì hết, không nước non không gì hết. Rồi máu nó ra ở nhà
là tôi vô cái cầu tiêu máu nó ra nhạt. Năm cái chai nước mình uống, cái nước mà trong mấy cái két đó. Ừ. Ra máu. Nhưng mà chị rồi sao rồi? Bây giờ cô còn trong bệnh viện không? Rồi ra nhạt cầu tiêu vậy đó, rồi tôi đi kêu 911 tôi vô nhà thương. Tôi nằm 4 ngày 3 đêm trong phòng cấp cứu á. Rồi cô ơi, chắc là cô nên gọi bác sĩ. Lại cái chủ đề cô muốn nói, ý cô muốn dẫn qua câu chuyện hay sao? Ý cô muốn nói gì? Dạ. Dạ. Ý cô muốn... tôi muốn nói rằng trong lúc tôi cấp cứu tôi chở tôi như vậy mà tôi cái người nhà của tôi cái người chồng tôi không có đi theo cái xe cấp cứu. Dạ. Không vô nhà thương liền. Dạ. Rồi tôi ở trong đó, tôi ra máu nhiều quá rồi. Không thấy ông chồng đâu hết. Tôi bác sĩ nó đem vô máu cho tôi. Mãi tới 3 giờ chiều tôi mới thấy ông chồng tôi tới. Rồi ông tới rồi ông... Cái người y tá người ta nói bây giờ bà phải vô cái phòng ICU. Rồi cái người chồng tôi đi theo tôi ấy vô biết là mỗi lần nhà thương nó lạnh lắm. Mà ảnh không đi theo cái xe cấp cứu, 3 giờ ảnh vô ảnh ăn vặn chân diện đẹp đẽ lắm. Rồi ảnh đứng một chút ảnh nói cái phòng lạnh quá, phòng lạnh quá. Tôi mới nói nhà thương thì lúc nào cũng phòng lạnh hết á. À, rồi con hiểu rồi, con xin lỗi cô nha. Câu chuyện của cô nó hơi dài và nó cũng hơi đi ra ngoài một chút, nhưng mà con rất là cảm thông với cô. Chắc là cô cũng đang buồn và trách cái người chồng của mình khi mà mình bệnh đau không có thấy xuất hiện, rồi khi mà xuất hiện thì vô có chút xíu còn ăn diện nữa. Nếu mà cô cần để mà tâm sự thì chắc cô gọi số văn phòng 7134699000 nha. Nếu mà gọi mà kể hết chuyện của cô trong chương trình Cà Phê Sáng thì nó hơi dài. Tụi mình cũng muốn chia sẻ với cô nhưng mà rất tiếc thì quá đông người coi. Xin chào cô nha và chúc cô mau lành bệnh. Chúng tôi xin chuyển đường dây nha. Dạ, xin lỗi cô. Hello. Xin chào. Chào chú Cơ, chào chị Minh. Rồi, chào anh. Có cái câu chuyện vậy nè, ở cái Hilton mình luôn, anh chàng ông chồng cũng canh bà vợ rất là kỹ, cũng coi chừng phone, nhưng mà anh chỉ biết khi phát hiện ra đó là bà vợ bà đã có một cái phi trường sân bay ở bên ngoài Bắc Manh riêng với người tình 1 năm trời rồi đó, cho nên canh thì canh, người ta giấu thì khó mà phát hiện được lắm. Mà Hưng thấy á, vợ chồng nếu mà mình minh bạch á, khi về nhà phone vẫn để ren lên, cái không có nên để mà tiếng gọi là im lặng, ngủ ngoài trường ngủ thôi, cho nên mình không có cái gì mình sợ người tình nhân hay người lén lút mình gọi rồi đó, thì mình vẫn để phone ren, phone vợ ren mình cũng nghe, phone chồng ren mình vẫn nghe, cái đó là mình cái sự minh bạch rõ ràng nhất, không có gì phải off phone hết, ngoài trường đi ngủ thôi. Ừ. Đó, Hương thấy vậy đó. Dạ, anh thì là không một thấy. Người đàn ông nhưng mà lại cổ suý cho cái chuyện minh bạch phone, không có vụ mà chưa chắc, tại vì cho nghe ren thôi chứ còn nói chuyện chạy ra làm sao, sao biết nói gì. Ít nhất cái phone nó đang trong nhà, người vợ nghe hay người chồng nghe, người ta sẽ dòm thì hay biết ai liền. Để ý rồi, dạ, anh là minh bạch đúng không? Phone, điều đó, dạ, rõ ràng. Rồi. Người ta đã ông thương mình, không quý mến tình cảm mình thôi, mình đừng có canh ren chi cho mệt lắm. Tìm con đường khác đi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn. Đại Trần nói là hơi say nắng thì còn uống thuốc được, chứ mà để đột quỵ thì coi như xong. Cho nên thỉnh thoảng phải để ý nhau, để có thấy hơi say ai thì nên ngăn thì mới có thể bình thường trở lại được. Mời một thính giả tiếp theo trên đường dây. Xin chào. Good morning. Con chào chú Cơ. Dạ, chào chị. Chào anh Bác Trương. Chào cô Áo Vàng. Nãy giờ ngắm nghía chú Cơ hoài, chẳng thấy chú Cơ lên tiếng, thì chú Cơ lâu nói chút xíu đi, miệng chú Cơ nói dễ thương lắm á. Đó, có hôm người nay, để ý rồi nha. Hôm nay chú Cơ mà bị người ta nhắm vô cái khung trời. Khung trời nhỏ. Bị nhột. Hôm nay chú Cơ mặc áo thun mà vẫn bảnh trai mà
phong độ á. Yeah. À, cảm ơn chị. À, chú Cơ ơi, cho con hỏi sao lâu nay không thấy chú Vũ Kiệm đâu vậy? Ngài không có anh Chương thì người thăm anh Chương. Ngài có Vũ Kiệm thì không ai hỏi hết. Vắng một cái thì lại hỏi anh Vũ Kiệm đâu mai dạ, gặp. Anh Vũ Kiệm thứ thứ tư và dạ, 246 chị. Dạ. 246. Dạ, vâng. Anh Quân dạ. Chương thì là dạ, thứ năm thôi. Dạ. Năm. Dạ, ta câu hỏi bữa nay muốn chia sẻ chút xíu là chú chơi nè. Tụi cháu là một đứa 46, một đứa 46, một đứa 56, hai vợ chồng 46, 56. Phone của cháu cứ để open đó. Dạ, yeah. Thì nó có sao chị? Rồi, phone yeah. của anh thì sao? Đâu rồi? Ủa, bị chắp rồi. Open phone rồi tắt luôn rồi, ông chồng tắt luôn rồi. Dạ, yeah. Tại open đó. Đại biểu để open chị. Dạ, yeah, ông nghe gọi lên đài cũng tắt luôn rồi sao vậy? Không nghe nữa rồi. Thiệt gọi luôn. Lại nha chị nha. Dạ, 9355 nhớ gọi lại giùm nha. Gần hết giờ rồi. Rồi, xin chuyển đường dây sang một thính giả kế 3936. Hello. Hello, hello, lên tiếng giùm, gần hết giờ rồi. Dạ, không có nghe quý vị nói. Lương Võ nói là giữa vợ và chồng tuy hai là một, nếu mỗi người có một bí mật riêng không tin tưởng nhau thì sẽ tạo ra một gia đình hai ý tưởng mất hạnh phúc của gia đình. Hạnh phúc là hai người cùng nhìn về một hướng và cùng đi một đường. À, còn những thính giả khác thì như vậy coi Hoa Tâm Hiêu Sinh thì nói là rớt phone. Hoa Tâm Hiêu Sinh thì nói là coi vậy chứ chuyện kiểm phone của nhau không phải lúc nào cũng để truy tìm người thứ ba. Ngày xưa tôi cũng không bao giờ kiểm tra phone chồng, nhưng đến khi có chuyện ngờ vực buộc lòng phải kiểm, tôi mới phát hiện ra chuyện chồng lậm cá độ, đã nướng hết mấy chục ngàn cho nó. Cho nên cứ tôn trọng nhau không phải, nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng, khi cần thiết vẫn nên ngó qua. Quan trọng tự mọi người phải biết lúc nào cần phải action. Đó, tự do quá rồi. Không phải là chỉ có ghen tuông thôi. Kiểm tra phone thấy ông chồng chơi cá độ mấy chục ngàn cũng té ngửa chứ không phải giỡn thôi ha. Kinh khủng thiệt. Đời đủ thứ chuyện. À... có một thính giả nói là I trust you, I believe you, but sometimes I have to verify you. Được không no chú way. Cơ? Được chứ, có gì đâu. Yeah. No way. No, no way. Anh chưa. Dạ. Yeah. Không, thật ra nói là nói cho chung chung để mọi người bàn tán cho vui thôi, chứ thật ra thì mỗi người, mỗi cảnh, mỗi trường hợp thành ra là khác nhau. Dạ, nó khác nhau lắm. Thành ra là tùy theo cái người mà mình gọi là đối tượng, ừ. Đối tượng của mình. Tất nhiên cái người nào mà nó có rục rịch gì đó thì chỉ có người vợ mới là biết được. Liền, người dạ, vợ đó, người đàn bà họ có cái sense rất là đặc biệt. Thành ra khi mà có một cái gì nhúc nhích rồi đó thì nên để ý. Còn thông thường giống như cái chuyện mà cái chú làm sơ quốc cờ nãy đó, mà quá vội vàng mà ngăn cấm thì nó thấy cũng hơi em hơi, thấy cổ là ra tay đúng lúc đó, gọi là giống như là mới có người đầu tiên Hoa Tâm Hiêu Sinh đó, nó là action đúng lúc đó. Dạ, mình phải biết lúc nào mình nên action. Tin cũng đừng tin quá, yêu mà cũng đừng yêu quá, tin quá là nhiều say khi... nắng thường thường đó, nó cũng phải có sổ mũi ha, sụt xịt. Thì đó, ngay thì đó lúc khi mình thấy cái sụt xịt anh thấy sụt xịt rồi anh cho ông vài thuốc. Lần nếu mà ông cứ làm cái đó hoài đó, bắt đầu có nghi vấn ha, thì bắt đầu mới có những hành động kiểm soát. Dạ, sụt xịt là phải cho uống thuốc. Nhưng phải có biểu hiện cái đã. Nhưng nếu không biểu hiện, mình tin chồng mình đứng đắn như vậy thì không có giá nào mà mình có thể mình kiểm soát phone của họ được. Cancer thì phải cắt ngay từ đầu, chứ để nó lây lan ra. Có cái triệu chứng cái đã, đúng. Đó là quan trọng. Đây, Minh Lê nè. À, chị Minh Lê nói là tôn trọng nhau nhưng không bao giờ trước mặt nghe hay xem điện thoại của đối phương. Lén lén trộm xem sau lưng thôi. Password sao vô? Đấy đấy, có một thính giả đó hỏi à, chứ có password sao? Em có cách nha. Cách gì? Bây giờ, trời mà biết. No, anh Quang Chương phải cẩn thận. Bây giờ đó, bây giờ là password bằng gì? Bằng fingerprint phải không? Hay là bằng cái gương mặt đúng không? Face recognition. Dạ, yeah, đó, nói vậy thôi hiểu rồi ha. À, đường dây điện thoại nó có vẻ bị trục trặc, nên xin lỗi hai vị thính giả cuối cùng đã không có nói chuyện được. Đến đây thì thời lượng chương trình Cà Phê Sáng cũng đã hết rồi. Một cái đề tài đưa ra để quý vị có thể suy nghĩ. Nhưng mà Tường Minh thấy cái câu của Hoa Tâm cũng rất là hay. Chúng ta nên action đúng lúc thì nó
nó cũng rất tốt cho chúng ta. Cái đó là ý kiến mạng bàn lạm bàn. Đúng, đồng ý, đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm. Dạ, nhưng đừng có quá đáng. Nhưng đừng có quá đáng thì sẽ làm cho đối phương phai bác cho mình, cảm thấy rất là khó chịu, ngay cả bản thân của tụi mình. Bất cứ ai mà cảm thấy là người ta cứ lục lọi cái phone của mình thì mình cũng, mặc dù mình không có chuyện gì hết, giống như một thính giả hồi đầu nói đó, một cái cô đó, ông chồng cái lục phone đó, mặc dù không có chuyện gì hết đó, nhưng mà cũng cảm thấy là khó chịu. Thì người ta mất lòng tin mình khó chịu chứ. Khó chịu, nó cảm thấy nó khó chịu. Cho nên đó là những ý kiến mà chúng ta đã nghe qua trong ngày hôm nay. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình cà phê sáng lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày vui. Vâng, cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt. Để được tư vấn về bảo hiểm Medicare của United Healthcare, hãy gọi 1-866-868-9009, 1-866-868-9009. Oyster Max Gold, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Hepatic, giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.